Ông quý chọc. Ông chúng mình gặp cảm tổ cái tâm ra can tiệm thị tâm ra can. Ông chúng mình xong chúng mình chuẩn bị kỳ nâng sát thiên đại chuẩn thả nâng nông lòng bên đại ca sát đập. សក្តិកម្មសក្តិដែលមានថាជំនាញពី TC67 បំពេញរយ៦០ពលតាមសំណើសុំរបស់សម័យខ្លួននឹងតាមរយៈអង្គភាពគំពីសក្តិនឹងអ្នកជំនាញបានសម្រុបម្រួលផ្ដល់នៅបុគ្គលិកអង្គការ TPO គឺលោកស្រីស៊ុនសូលីដាអង្គុយនៅក្បែរសក្តិសក្តិនៅក្នុងឡុងពេលដែលគាត់ប្រាប់សក្តិកម្ម កើតនៅឆ្នាំ1954 បាទអរគុណហើយលោកស្រីមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីកន្លែងណាកំណើតនៅតកៅកើតនៅតកៅភូមិកស្រាចស្រុកបាត់ទីខេត្តតកៅឃុំចំបក់ បាទអរគុណចុះទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីតើលោកស្រីរស់នៅទីកន្លែងណាបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំនៅភូមិដើមរឹសស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល លោក ស្រីមានមុខរបរអ្វីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនៅជាមួយកូនឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយម្តាយបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីឪពុកបង្កើតនាងខ្ញុំឈ្មោះជូមឿង ម្តាយបង្កើតឈ្មោះជាយ៉ានបាទអរគុណហើយតើលោកស្រីថ្ងៃនេះមានគ្រួសារបានមានស្វាមីដែរទេឬក៏លោកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីមេម៉ាយហើយលោកស្រីមានកូនដែរទេហើយមានកូនប្រមាណអ្នក
Nhưng khi nhóm mình con buôn nè. Tạm rồi bài ca bọc làm chi sạm nạc ca ca bị bật mạnh ní. Thà tạm sạm mặt tập đại lục sợi ai đang bán cứ... lúc này mình miền chụp chấm nong nhiệt lộ hắt rồi còn nhiệt cuốn chỉ mùi nương chun chụp chọn nương vi rúp lộ nương chia nương lục khều sầm phón nương bọc cô chẳng lái thợ bàn từ tua dốc chụp đào mà đang rập vào bên này không sao nằm rương cái đây nít tí ta rồi bài ca này bật chia trầm trừ đại rồi tí rồi bài ca này bật chia trầm trừ này lúc này bạn thua sầm bón đây chụp mục nè ta đã bong đây đại nữ bị khăng ca xa thảm ca ni hơi rừng nữ một nước châu một căn lại bắt đầu khai cam là dùng một phòng chấm đen để pin đi nên khi ông bán sập ruột chỉ ra chạy và họ cũng này chỉ bắt đầu thành đi dương pháp ông bị sứt nâng cả này cái nông thành nạn lục xây chỉ sản xây được nông cái chấm đá ca sạm đá ca này dùng một ông chấm đen ông bị sứt lục xây mượn Moeurng Chandy, không thân nạn lục ray giữa xã xây. Nơi giữa phố mục ông giảm đẹp này bình ní, cứ lục ray ách bạc được xét, không cài cho loài tốt tên nâng xâm nu, rư ca xong mọi lục ray thưa thả thị bài rì bà rôp, để nó mọi đạo về đồn tập hiệp lực luôn ánh, xét mân thưa giả khai cam và chăng lực luôn ánh. Ách, cả đời này giữa cách vĩnh, cứ lục ray, trả miên cả đời này giữa cách trời tài cho loài, tốt tờ rô xâm nu tầng lái, đại phía kỳ rì chạc rõm, nơi ông giảm đẹp xua giữa phố lục ray, lực lên tài xâm nu ná, đá nom ở chấm loài tốt rồi bảo lục sấy thì cả vừa tha thì bài thì rồi bảo lục sấy nom ở đại biểu được hiện lực luôn ấy được việc prap ở pi sét rồi bảo lục sấy được hai mày mày đi hay không thành nãy giờ sạ sấy trở lại chơi tại cana để bứt đại lục sấy bàn đắng bàn lư bàn khơi bàn tròn chấm rứa thọ miền bắc về sau chưa bật tia rứa có bàn phơi cá sừng kê đại toal nơi bật để hay nơi hay cá từng lái để bẹp phò nơi sủng núa đại phía kỳ rứa chạc rầm nơi ông chấm rét xua chấm buộc lục sấy hay lục sấy mương chẳng đi ta lộ sợi đại lo ban phật đo cái chấm phía rư chỉ môi nặng nhẹ sưng cái đây cái giờ lại thạch chặt chỉ cầm sưng cái đại tế nông dạng về cái lòng mốc hai bữa thần bờ lo miến ta thưa bờ mặt đó thưa nơi tì cái này ná nơi bên nà lộ sợi chạm đại tế ơi niên khi nhóm ban lo bờ cái chấm phía mặt đo nơi rót nặng cái đi nơi ắt ban trăm ngày khai ấy thế, bàn tay tới tới sầm phiến là rót nặng cà ri đòn. Bà ở quân hay cà sầm phiến nó nghi miệt địa peru hay nữa, chờ chín năm hay nữa, và màn chín năm có lo mà hỡi. Chờ anh chín năm đây hay. Hay nên muốn về cho một phần mục ông chấm đen này bên này ta lục sợi bàn bị nứt mờ bàn an rồi có sắp cả an nơi cầm nọt hết đây lục sợi bàn đo thời cam cả bị môn nơi rót nạ gri chỉ mới năng nẹt sớm kết nơi cái giờ này thả cho cầm sớm kết đam mê đầm lắc cả tròn trăm đó bao lục sợi đây tí nên khi ông bàn cho bàn an rồi chơi ไอ้จองจำคลาอดคลาบ้าให้จำสมัติเพียบได้ลูกใส่ไอ้ดังหนึ่งจองจำบ้านถ้าลูกใส่ไอ้ไปเจาะบ้านไอ้ที่ถ้ากำหนดเหตุได้ระดับจมลอยได้ลูกใส่บ้านอ่านทำไมรุมละกาจองจำนุกปฏิเสธตรมตรึซอมทรอปซีถึงวะนี่ถึงหนึ่งจมลอยได้ลูกใส่บ้านพอดอลใครจะเพียบจมวันหนึ่งเนี่ยเสื่อมเกิดกาลปีเปลมุ่นในรัตนกรีนุกได้หรือที่ก็จำเพียงนั่งปฏิตรมตรัยบ่าคนให้นักนงกาสุดเด่นดาวจะพูดสารเลยรุ่งนี้อันวัดตามวัดปัญญาในวิเทียนการสืบมุ่ยสู้ในวิเทียนเตยขนงองยมเรียพระดาวิริกาจุนเตยสารปัญญาจุสุดเด่นดาวสารใส่เมืองจันดีมณฑิกีเดตเตยที่ในเรื่องใดไอ้พิธีทำปริญญารวมทั้งทำมีเวียนมกนำนางดาวมันนางรับประเวณีมีนิยมเป็นปีเวะในไทยสามนาคขนมกาตังสมนูอดีตดาวจิบุษะใส่รวมนี้สมเชิญมา
សូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានលោកសិស្សចក្រមអង្គសំណាកការទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកស្រីស័ក្តិសីមឿងចន្ទឌីនេះខ្ញុំឈ្មោះសុងឆវ័នជាតំណាងសហប្រជាជាតិនៃកាលកាយឡ័យសហប្រជាហើយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសាកសួរទៅលោកស្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍របស់ពិសោធន៍ដែលលោកស្រីបានជួបប្រទះផ្ទាល់នៅមន្ទីរសន្តិសុខអូខុនសែងខេត្តរតនគិរី អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរលម្អិតទៅលើអង្គហេតុនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខនោះខ្ញុំចង់សួរពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រីបន្តិចតើមុនថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ73លោកស្រីរស់នៅទីកន្លែងណាដែរហើយធ្វើការងារអ្វីដែរ 1975ខ្ញុំធ្វើកម្មករជាជាន់នៅភូមិ4អញ្ចឹងលោកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មករនៅចំការកៅស៊ូមែនទេហើយចំការកៅស៊ូនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឆ្នាំណាដែរលោកស្រីនៅចាំទេ เรื่องខ្ញុំពំបានចាំទេអត់ចាំផងអញ្ចឹងចំការកស៊ូដែលនៅក្នុងភូមិ4ហ្នឹងមានឈ្មោះចំការកស៊ូអ្វីដែរហើយទីតាំងពិតប្រកបលោកស្រីចាំទេថានៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តណាដែរ នៅខេត្តរតនគិរីភូមិ4ស្រុកបានលុងខេត្តរតនគិរីណាជួបពេលដែលលោកស្រីចាប់ដើមធ្វើការនៅក្នុងចំការកស៊ូនៅមុនដំបូងនោះតើលោកស្រីចាប់ដើមធ្វើការជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកស្រីដែរឬក៏ ជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារដូចជាឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនដែរឬទេនៅពេលនោះនាងខ្ញុំនៅជាមួយគ្រួសារពីរនាក់អត់មានបងប្អូនអីមានតែពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងតែនាងខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងប្តីហ្នឹងគេទៅដូចថាចុះតាមភូមិនីមួយៗអញ្ចឹង ខ្ញុំខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកស្រីថាលោកស្រីធ្វើការនៅក្នុងចំការកៅស៊ូអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់លោកស្រីប្តីរបស់លោកស្រីធ្វើការនៅក្នុងចំការកៅស៊ូដែរឬក៏ធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា ប្តីនាងខ្ញុំធ្វើការនឹងដែរប៉ុន្តែគេដូចថាគេអត់ជាជាទេគេដូចថាអ្នកមើលជំងឺកៅស៊ូចុះទៅតាមភូមិមួយចឹងភូមិមួយចឹងនាងខ្ញុំជាជាដើមជាជាម៉ោង4អីចឹងជួយលោកស្រីដឹងទេថាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងចំការកៅស៊ូដូចជាលោកស្រីមានតួនាទីជាអ្នកជាជាហ្នឹងមានប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរមានច្រើនអត់ដឹងចំនួន លើសពី 50 នាក់លើសពី 100 នាក់ឬក៏លើសពី 200 នាក់ដែរទេច្រើនហ្នឹងច្រើនប្រហែលជា 50 គ្រួសារអីទេ ចុះអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំការកស៊ូឈ្មោះអីដែរហើយគាត់មានតួនាទីប្រកបអ្វីដែរ
អ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺគេច្រើនហៅឈ្មោះតុំហើយគាត់នៅគ្រប់គ្រងសហជីពហ្នឹងនៅភូមិ4ហ្នឹងដូចថាចញ្ចោចញ្ចោឬគេហៅតុំតុំគាត់គ្រប់គ្រងសហជីពឈ្មោះតុំតើគាត់មានតួនាទីអ្វីជាប្រធានជាអនុប្រធានសហជីពឬក៏មានតួនាទីអីផ្សេងទៀតទេសូមលោកសីជួយបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់គាត់គាត់ទទួលខុសត្រូវនៅនឹងហ្មងប្រធានគេចៅគុណខ្ញុំចង់និយាយអំពីការរៀបការរបស់លោកស្រីបន្តិចតើលោកស្រីរៀបការមុនដំបូងនឹងជាមួយគ្រួសារលោកស្រីនឹងឈ្មោះអ្វីដែរហើយចាំឆ្នាំនេះក្នុងឆ្នាំណាដែរអីនាងខ្ញុំរៀបចំជំនាន់ប៉ុលពតគេរៀបចំ2 3គូអញ្ចឹងទៅគេដឹងពីឆ្នាំណានាងខ្ញុំអត់ចាំបានគ្នាជំនាន់នោះជំនាន់ប៉ុលពតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងចង់សួរលោកសិស្សបញ្ជាក់ថាតើមុនលោកស្រីបានរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីរបស់លោកស្រីនោះមុនលោកស្រីចាប់ដើមធ្វើការនៅចំការកស៊ូឬក៏បានគ្នានៅពេលដែលធ្វើការនៅក្នុងចំការកស៊ូនោះមុនធ្វើចំការកស៊ូចុះគ្រួសាររបស់លោកស្រីដីរបស់លោកស្រីនោះឈ្មោះអ្វីដែរដែលនាងខ្ញុំឈ្មោះមៃថុលប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះមៃថុលឬក៏ផនថុលសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់ផនថុលចៅគុណចូលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីរៀបការជាមួយនឹងលោកផនថុលនោះលោកស្រីហើយនឹងលោកផនថុលនោះមានកូនជាមួយគ្នាដែរទេមានកូនមួយប៉ុន្តែស្លាប់ចៅគុណខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកនិយាយពីប្រធានបទនេះនៅពេលក្រោយចុះបច្ចុប្បន្ននេះលោកសេងនៅរស់នៅជាមួយនឹងលោកផនថុលនឹងឬក៏យ៉ាងណាដែរនាងខ្ញុំមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាទេលែងគ្នាចាសវិញឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទសំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកស្រីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះលោកស្រីបានផ្ដល់ការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងការសម្ភាសនោះដែរលោកស្រីបាននិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍នោះថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពីដំបូងហើយលោកស្រីកំពុងនៅកន្លែងណាហើយមានរឿងអីកើតឡើងបានជាឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកស្រីពេលនោះនាងខ្ញុំនៅភូមិ4ហ្នឹង
hay đã hay kê gặp nạp tha ao tơ bị chôm hay bị chôm nắng cơ kê nằm buộc nhom nắng lan lan tơ bị đang bị chôm này ná để cắt bầy cho bầy từ là hồ chẳng tới cái chập luôn bị phun bùn nắng từ về lúc nhưng nhom con mình đang chơi riêng say đấy cái tha tơ bị chôm còn tới tam kê tới hay đó về tới đó nó tới bàn cái được tham miên cái phlương miên ai chăng ca pia trong tam lan nung ta đó nung có khơng ផ្ទះ một miên sang đbol prọ btoam chăng btoam ấy cái ới chốc nó nung tới chăng pê nung nơi ngày nung lục xây cái bông thưa ca nơi trong chim ca cơ su nó trong khum 4 nung hay lục sậy tha miên kê mà hau ta nẻ ná chỉ nẻ mà hau lục sậy kê mà bị khang nà đái hay mau kia bao màn nẻ nơi chạm đấy bên lúc kê mà hau niên nhóm co mình đăng than nẻ ná nẻ lấy đấy bùa ấy ắt đăng phong ấy kê hau cái tha miên rắm tha pay kla chứ mình ban mờ một mờ ấy kê nhận na với ắt đăng phong chết từ từ lang lang tam kê tới từ đo lại nó bàn chết khla phây khla chăng cơn miên gặp phơi miên ấy chết khla tam kê ắt đăng nhận na phong nhưng trong dương từ lần chầm lao đã được xây ban lọp lao chỉ mới được nhận sự kết cả kỳ chín năm tỷ phong bồn lời khai lập đặc biệt đi nơi về đại kỳ ta sập kia lục xây cứ ai cả xa ở bấy lơ cao sập bấy ha sập năm tỷ nơi tròn sầm nhớ lục xây lịch muối nơi pe đài nhẹ sầm kia nhẹ sầm kết xu lục xây ha ao lục xây chui điệp bọt ông pi cả đài lục xây từ mình trời ban mình chun từ hôm luôn lực nô độ bọt mai cả hòm nữa nâng thư chấm ca cao su nơi phù buồn nông sọc bàn lùng chất chất nít đáy nhóm ọt bàn đăng luôn nâng ọt bàn đăng tha miên bà nhà hà với cả làng tê đài nôm ở bẹp quân đọc nhóm ngày muối kênh ca mạc ca phùm và hai ta mình chia rồi bọc rồi thiên giả chip chung tùm đài chia rồi thiên giả chip tu tiên khẹt rập tận ạ phí rí đài miên sầm bồ khám áo miệt thông phụ lầm mồm ban hai nhóm nâng đầy nhóm thả ao tơ phải chùm mình chọc cả đỏ xóng nơi không chùm nói đỏ bao lục sấy tha miên cả nẹ cà ma thì cà phùm hai kê chọc màu hai lục sấy ta mình chia đỏ bao thiên xạ chiếc chùm tùm mình chẳng chung trong xu bình chạy tha cả nẹ cà ma cà phùm là lục sấy rịp rộp nó về để chọc màu nó miên kia bằng mà nẹ nơi chạm thế về chọc mà đó chẳng cà cà xuống bề mặt giá cả cao su nó còn bất thiên phum ปรับ nhom tàu bị chôm nó bên tai đang kê khnề kê nó bị bệnh nhẹ nó lán đang bị ná khắng nhom chạy đang hai lục xoay các bạn xoay bề mặt sơn kê phong đá tha kê mà hai lục xoay ta mình chia được bỏ bất thiên xạ chìm trong một tủng hạt đây bạn xoay băng tha tôm chỉ nè đạm mình chia cái mà hai lục xoay nên ở đây lục xoay tới phần chúng bát thiên phum práp tha ta tôm nắng ao tới phần chúng chúc về bát thiên phum mà práp lục xoay nắng bát thiên phum nó miền nè diêm rồi có quạt men gặp lơ men ấy cho thế cho mà práp thế bát thiên phum mà práp nó ăn men gặp lơ ngay bàn tay dương tới đòn lan bàn men gặp lơ cái cà pia chứng chân pi chấm cà cao su nó lục xoay
trâu đào tới đó lan chẳng lan nó chụp nơi chằm ngài cái lại ประมาณ phải hay gì ประมาณ 2 chục ca cao su nó chụp nơi cái lại nào đấy pi chằm ngài pi đứa cha pi ផ្ទះ ខ្ញុំ tới lan nó phải hay chi 50 mét chết đai chút bây giờ lục xoay đa trên tự đo lan nó chia chia lan và phết na đáy hơi nước nông lan nó miên mà lưu phòng án nẹ đáy nông lan nó miên mà lưu bị bay nhạc đôi thập bị bay khổ xa nơi nông nắng rồi đôi ta miên mà khổ xa chẳng tự đài hay mà khổ xa tiết chẳng bay bay của xa để từ luôn chỉ mũi khi năng tranh bị hạ chip năng chơi chỉ mũi khi khơi năng cối năng lan nữa chứ ở nơi bây giờ lục sợi đào từ đòn lan nữa khơi miền bay của xa nơi khi năng hao sắp được gọi bay của xa từng của xa lục sợi bay cửa xa tầng cửa xa khi nhầm chúc bê đài tự đo lán học xây tham biên nẹ diêm hay cái miên càng cầm phương ta chưa gặp bập hết cầm phương ở đấy cầm phương quê anh cầm phương clay của lục xây qua mạng cầm phương thế chưa bập hết cầm phương quê như cái A ca bay cua sa tầng lục cua sa lục xoay và hai chỉ minh kia của mán nẹt đấy pro của mán xoay của mán nó chậm đấy bay cua sa nó kê pin nẹt đây pon pin nẹt đây pon bạn cái admin con do ta ta mấy con cái thầm thầm nói tè hay nhóm có pin nhạc đây bốn năng đây admin con này bảo bấy sợi bấy đấy khỉ nhưng chẳng ta lục sợi đăng thế tha nhạc là nước nông lan sạp nâng ta phụ quạt miền tụi nước ti được có cọp một loại bò vậy đấy được có chia cam một con chia muối lục xay đá lục xay squat của quạt thế nhem nhem squat cam một con đôi khi trên ti chấm ca có su chia muối khi được có mau ti chấm ca xay đài chấm ca cao su chấm muối khné anh chẳng biết đài lục xây châu tới đó là nâng chập đam ba phơi đầm nào hay đập bộ lục xây tới nào đấy là nâng có đập bộ nhom châu từ hàng cào bằng cái sai nhé châu tới tam plei nâng cả cả nóng nhưng khi mình squat là có liệt nóng phong ăn cào bằng cái sai nơi không chầm lòi được bao lục xây tạ đài nó ai cả xa tạ đài nó lục xây tha nơi mặt đông cào phê rồi tận nãy thì chết ô cả sai ta cả lại nhân bền đấy khang cào y pè tới rồi tận nãy cái gì nữa nghe cái hậu ô cái sai hay cái lại nông có cái đặt tha cục ô cái sai như đây dân là nắng tranh pì ở mà đông chụp chân lục xây và hai hai sập máy chi tới tới đó là cục ô cái sai nhưng tay mà đó nó có miên chụp tam lơ đặt mà nước xây thiệt đấy
lan nung at mien tạ mà nơi tây phố ấy nhom trôi nong lan nung viên mien pi củ sa hủ dây anh chăng kia mà do nhom nung từ là hồ từ đo đo ti tay nung mòn lục sợi chăn đấy à pe bảy liệp hai sma man đấy pe đại kia chập đa mà hai lục sợi ao trôi lan nung hay và hai giờ pe na đấy bạn từ đo là cục ô cả sai nung do liên khiêm tới và hai chị mong pi hay tới đó là ô cái sai nó và hai chị mong mong bay mong buôn ấy đó đó nó là nghề chạy nhưng khiêm trong thì phía xa một pi pe về lý đại lục xây ban tới đó cục ô cái sai nó phím rồi nơi pe đại lục xây tự đo phím nó xong lục xây rìa rộp nó thà về đẹp làn bạc tự đo cục nó ta là nó chụp cả lại na hồi và tọa mặt tít nước miên rừng ở bảy bán cát láng về làn để từ nâng kê ạch chô từ nông nông bạc ở bên kê nâng tê cái nơi chụp nó khẳng cài bằng tay cái ai buộc nhóm chô màu đá chô nông ạ kia mùi để rọc khở bương xây nắng ai xâm rã nó nắng sân mình tụ bốn cái ao chôn nông ở kia nắng bị cái bắt sao bắt ấy chứ cái ao xâm rã nắng bay khổ xa nắng bàn tay mình úp rọc cái do chân nơi kia xên mình úp xây nơi xên chúc bé đã lục xây ban châu thọ đo nông phải được đến cụng nông kềm lắm lục xây miền khơi miền nẹt diêm thế hào nẹt diêm nước miền ở một nồng can nồng chọt đài thế bé tại châu đo tới miền nẹt diêm miền gặp lơn miền ấy miền rầm nhưng khi miền rầm tháp phải khla chứ phải hai chị cái chập thơm mạch sầm lạp ấy chứ miền rầm phải khla tai nữa miền cái diêm cái ấy ấy khơi nhà kia cái mặc lại chẳng khơi mình nữa nước non nâng chẳng có miền là rắm tha phay khla cả đời chỗ nào bây giờ kia chập ra một bài giờ mình đu pro từ đặt nửa kia xây mình xây nước nửa kia xây ta lục xây châu từ nước non à kia na mùi đá hao giờ than đập hiệp đại lục xây ta đo khơi một đồng bốn dạng mạch đá xung điểm rọp rập ông sầm nà ca phóng nên khi nhóm tư nâng khơi à kia kê môi chân tới kê miên tạ mình luôn pi bay nhạn chân tới hay kê tạ chữ vạn nâng co trường hay đò môi tiệt tới miên mình luôn pi bay nhạn tiệt tới tạ chữ vạn này ấy nhóm được thay dân khơi chân à kia bàn tay đò hai khơi nhẹ diêm nâng bao thuyền ở bài ở ấy nhá nhâm tháo cái đặc cục cái chân nó khơi chân bạn đã toàn khơi cho bác lo ấy là cái dương tâm tật đó nó còn cái khơi chân cái bài thuyền bài ấy ở bài ở ấy hộp á hãy đã thấy dương khơi lụt mơ cái chân tới khơi cái đặc cho bạn trường đã cho bạn trường nó lục xây khơi mình đưa đà về lục xây châu tại đó nó biên nơi nông ở kia nó còn mà nẹt hao vậy hay chộp cho bạn trường nó còn mà nẹt rồi chộp thằng ó hay còn miên khla ót chộp đấy ở kia đến những khi nhâm nơi nó cứ miên là sấy sấy thì miên là sấy pi bảy nẹt nên nơi nắng sẹp phải bàn tay cái ót miên đặt cho bạn đại thì mình lục xây năng miền ta kia xin để kê đặt pro à kia đại lục xây tham miên mà lục xây nơi sập nữa lục xây trăm mà nơi tham miên bảo mán nè nơi khnô à kia chỉ mùi lục xây nữa
จำนวนบุญพรำเนี่ยพรำเนี่ยยกไซต์ทับสกอลเนี่ยแต่งนู่ปีมลมาเนี่ยดีกว่ามันได้สกอลนี่ตัวไรซะสกอลกับเตยจมูกที่นี่นะสกอลเป็นเนี่ยเดินน้องอัดสกอลเลยแล้วที่ช่างยามพี่อ่ะกี้ได้เก็บบรรจุลูกไซเยอะดั่งในขนมหนึ่งดับโบ้งส่งลูกไซช่วยรีบรอบอ๋อองสำนักการบานดับพร่องตาตากี้นึกมีสถานะเพียบแบบหนาได้ตึงบันดาวอย่างแบบบอดในกาซองอ่ะกี้นึกปืนมาปีไอได้อันนี้เดี๋ยวขยมนั้นนั่นคือกิจเพื่อได้ประดาวิประหารเจ็บปีนดับแผ่มดับไม้ให้ตะโบลปลอกกระเบื้องใส่จางปลอกกระเบื้องใส่ให้ขังมกจมหอปันท้ายระเนียบแกนั่งก่อถุงเบลถุงเบลอันเนียบใส่ให้แกเอาเนียงขยมนั่งในในเลยอันนี้ไปใส่นังเตยใบบุญยันนังเดจมรีบขณีจังเตยปันใต้เกอตัดจวะได้เตยใส่ใส่นังปันใต้เมียนเนี่ยเยี่ยมเนี่ยจังคลาดยังรถช่วงเมียนเทียได้ไรเทียนเมียนจะสาวเด้ตายตัวบ้องคือแกเอาในแต่เมียนสาวดับเปลอยู่มันติดตั้งแกเอาในแต่จำฮอโดยทวีขังหมกนั่งอดเมียนสาวเตเมียนแต่จังบัดปิดกร้อยนั่งซองขังลูกไซมุนที่บ้านปรับสำนักกาธาต่อไปลูกไซสังเกตเตอร์ลูกไซทาลูกไซดังครูในทาลูกไซกับปงแต่จับกุ๊กให้ยังจังซัวเป็นเจ้าลูกไซท่าตาเปย์เวเลนามุ้ยได้ลูกไซดังครูนไอท่าอ่ะแล้วนั่งลูกไซเมาเนื้อขนมกุกเฮ้ยเนื้อจอบไปเลือดลานเตรียมดังหรือก็โจลดอกน้องเหมือนตุ๊กให้บานดังจากครูนไอเกี่ยวมาด่าเนื้อขนมกุกเปย์แต่จอบไปเลือดลานนั่งเลี้ยงยำทาเกี่ยวมาด่าคุกเพราะกะไหลน้องเวียนเมียนการสัดเงียมให้ช่างไงปีกะไหลไปเจียจนเนยจนเนยขนมหลอกช่างไงให้ได้ให้กะไหลตะเคียนอย่างเกียตู่ตู่จังเมียนเหมือนนึกเมียนไอเนยขนมนังจังเนียงขยมเมียนรำทาเกยโยมาดักกกหมอนนั่งช่วงเราเปิดลูกไซจับได้เมียรำทาเกยโยลูกไซมาดักกกนั่งลูกไซเมียนรำอย่างหนาได้เฮ้ยได้ลูกใส่นึงอาจมีบานเคยคณีชุบคณีได้เนื้อเป็นนั่งหรือก็เคลียร์นั่งเกี่ยวกับใบตายมาดองเกี่ยวกับเคลียร์นั่งเกี่ยวกับใบชอบไปเลยร้านเกี่ยวกับจันเหียงครูนชอบรอมาลูกใส่ทาผัดไทยนึงส่งลูกใส่ช่วยบิ่งเจาะจับบานเมื่อตาผัดไทยอย่างนาได้ฮาวอารมณ์นู้นยังไม่สมช่วยรีบรอบดอลอ้องสำนักการพ่ออารมณ์ยังขยมทัดตัดดอลหลายน้องไปให้เจี๊ยโอ้ยไปให้เจี๊ยเหมือนรู้ด้วยพวกนักเคิร์นท่ามันตั้งเจี๊ยมูลละให้ไอ้จะโยตัดด่างจังจังแม่อารมณ์ท่าไปคลาจะไปให้เจี๊ยงอ้อไปไม่ตื่นนักเคิร์นจังหมองช่วงนักนมลองเปลมาอยากเปลได้ลูกไซน์นักนมกุ๊กโอกระไซน์นะลูกไซน์สนนักนมอากีแต่มุ้ยหรือก็มีนการพลัดโดตะอากีเซิงติดได้มีในทักเกยโยลูกไซน์ตะดานักนมอากีเซิงติดได้อัดดาอากีเซิงได้หนึ่งเลี้ยงเข้มดาอากีตะได้เลยท่าตะโบลปลอกกระเบื้องอะไซน์
นาเกียนั่งแต่ได้แล้วยังมีในทางนักหนอเกียร์ได้บรรทายฝรั่งโดมาบรรทุกเซิงได้เลยยูเตอร์นักอัดเมียนจะสาวหางมุกเตะอัดเมียนทวีบดหางมุกให้จะสาวเตะตาคิมยูนจังทำเตยเตะจะปฏิตรมเตยอัดเมียนจะสาวปีมุกเองโจ้นึกน้องลงไปได้ลูกใส่นึกน้องบันทีคมแข็งหรือก่อนตีสอนสกโอกระไซนึกลูกใส่ทรอบานเตอร์เกสู้จำเหล่าได้เลยเต้เทไงมุ้ยแกหาเนียงขยำแต่สู้จำเหล่าแกสู้จำเหล่าปีภูมิกันนาเอิร์ดเนินนาไอ้กิสูดสู้จำลาวได้ลูกใส่จานได้ท่าเกย์สู้เอาไว้คลาดเอาลูกใส่หายสำคัญเกย์จองบ้านจำลาวแปะปอนหนึ่งเรื่องเอาไว้ได้สำลูกใส่ช่วยสำลึกดอลฤทธิ์หายนู่เอาอองสำนักกาบ้านชีพเป็นนกกิซูนยังขยำทาเมียนได้ทรอบแตะตองหมวยยุนไอ้ยังขยำฉลาดทาอัดได้ถ้าเปะปอนได้จะหมวยยุนได้จังให้ยังขยำทาอัดได้พองอัดทรอบเปะปอนจะหมวยยุนพองเกมาสู้ลูกใส่นึกน้องเหมือนตุบได้เกคุ้มแข็งลูกใส่นึกก็ยกลูกใส่ตัวเหมือนตุบเสียงยนเลี้ยงเข้มแต่บรรทุกเซ็งจังบรรทุกได้เกย์ยกรถไซดังใบจะสู้จำลาวนั่งส่งรถไซดิบรอบนั่งเปิดรถไซโชตดอนนั่งมีมันดีประมาณเนี่ยนะครับขนมนั่งเอารถไซสกอร์เลยค่ะพวกเกย์นั่งเจนน่ะกยนเลี้ยงเข้มแต่บรรทุกนั่งอัดเมียนมันเลยเฉินเมียนเหมือนเนี่ยเนี่ยสู้จำลาวให้ยังมีมันเนี่ยเตี้ยเนี่ยกาเปียนกลายอัดสกอร์พังจบไปโจลตึงน้องบรรทุกสู้จำลอยน้องท่านเพียบบรรทุกน้องอย่างไม่ได้มีเคยอุปกรณ์สำหรับสู้จำลอยมีเคยตกตู้ดูก็เนี่ยสู้จำลอยนั่งกวาดมีนบานสำลดทั่วตัวนักการหลอกใส่ดำไอหลอกใส่ฉลาดน้องสำนัวระบักเกดาดิเต้สมุทรเซจูรีปรับลมอัดเพิ่มเปิลได้สู้จำลาวขย่มก็เกย์เหมือนบานกำเรียมกำไฮได้สู้ตามสมรู้ขย่มก็ฉลาดตามสมรู้ไอ้ขนมตีนู้มีนสายไตให้ยังสายให้ยังสายเพลิงในขนมบรรทบนงบรรทบสู้จำลาวจะลูกใส่ดังเท่ากาปีลูกใส่เด็กเกย์ไฮยกตะสู้จำลอยนั่งเมียนแอบเซ็งเตี้ยได้เตยไฮตะสู้จำลอยเต้ไฮแอบเซ็งนั่งเมียนเตยบานสู้จำลอยเด็กปลาตัวนักการมาหรือเต้สู้จำลอยมาดองมันเนี่ยไปเจนมวยโจมวยเตี้ยเจนมวยโจมวยเตี้ยปันท้ายยังขยำมันบานดังทานเนี่ยนะได้เตรียมปอดหรือก็เถื่อช็อตสายเพลิงไอ้ก็บางดังเลยยมจังลมหลักดอกกาจังจำดอกบอลหลักใส่นึ่งจำลอยหลักใส่บ้านฉลาดจมูกหนึ่งเนื้อเสื้อบังเกิดเนื้อเปลือกเกิดแต่สุพีหลักใส่นึ่งรักนาคีรีนุเนื้อตรองไอ้กระซาเออใบเลอการสับใบหาสับลำปีคือเนื้อตรองจำลอยเล็กบุญตกใส่บ้านฉลาดท่า
គេហៅខ្ញុំសួរម្ដងម្នាក់គេសួរខ្ញុំថាភូមិកំណើតនៅឯណាហើយគេចុចមករួចជាស្រេចថាខ្ញុំមានតាក់តងយួនទេខ្ញុំឆ្លើយដដាលដដាលថាមិនតាក់តងទេអ្នកសួរខ្ញុំអត់មានសំឡុតអត់មានវាយដំខ្ញុំទេអត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះនិងមុខអ្នកសួរនោះទេព្រោះខ្ញុំភ័យពេកគេសួរខ្ញុំតែម្ដងគត់អ្នកសួរមានចំនួន2អ្នកហើយមានអ្នកយាមកាន់កំភ្លើងក្បែរនោះកន្លែងសួរចម្លើយគឺអាគារមួយតូចបិទជិតមានដំបូលមានជញ្ជាំងនៅចម្ងាយប្រហែល30ម៉ែត្រដាច់ពីគ្នានៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញមានសម្ភារៈដូចជាខ្សែផ្ដៅវិញឬហៅខ្សែតៃកូឬរំពាត់រួមទាំងខ្សែភ្លើងផងក្រោយមកខ្ញុំសួរហើយអ្នកទោសដូចគ្នាប្រាប់ថាពួកគាត់ត្រូវគេវាយឬឆក់ខ្សែភ្លើងរីឯខ្ញុំបានប្រាប់វិញថាខ្ញុំមិនត្រូវបានគេវាយដំអ្វីទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមានចំណុច2ចង់បញ្ជាក់ជាមួយនឹងស្រីទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកសួរចម្លើយនៅក្នុងបន្ទប់មុននេះលោកស្រីបានឆ្លើយថាមានតែម្នាក់ទេហើយម្នាក់ទៀតយាមនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែចម្លើយដែលលោកស្រីឆ្លើយនៅខេត្តរតនគិរីជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតលោកស្រីថាមានអ្នកសួរចម្លើយ2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមឲ្យលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ផងថាតើជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបន្ទប់នោះលោកស្រីចាំបានថាមានអ្នកសួរចម្លើយប្រមាណអ្នកអីប្រហែលជាលៀងខ្ញុំភ័យពេកចឹងថាមិនបានការចងចាំអភ័យទោសពីតុលាការផងព្រោះអានហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយប្រហែលជាពីរអ្នកអញ្ចឹងមែនព្រោះខ្ញុំលៀងខ្ញុំដូចថាភ្លេចភ្លាំងព្រោះការសម្ភាសហ្នឹងក៏យូរឆ្នាំដែរហើយហើយដល់ពេលឥឡូវលៀងខ្ញុំក៏ឡើងមកនេះក៏ខំមានការភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងក៏វាដូចខុសខ្លះអញ្ចឹងទៅចាសូមមេត្តាតុលាការអភ័យទោសការអានកិច្ចសម្ភារគឺជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនចាអរគុណអញ្ចឹងនឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ដែរពីព្រោះព័ត៌មាននេះហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាបន្តិចគឺលោកស្រីបានបញ្ជាក់មុននេះថាអ្នកផ្សេងទៀតតើគេមានប្រើទរណកម្មសួរចម្លើយអត់ទេលោកស្រីថាលោកស្រីអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសដូចគ្នានឹងលោកស្រីបាននិយាយគ្នាក្រោយមកហ្នឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងប្រាប់លោកស្រីថាត្រូវគេវាយឬឆក់ខ្សែភ្លើងតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើស្ថានភាពហ្នឹងពិតជាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកទោសផ្សេងដែរឬទេពិតជាមានមែនព្រោះអីជនអីគេមកនិយាយប្រាប់ថាគេខ្ញុំគេសួរចម្លើយគេឆក់ខ្សែភ្លើងគេប្រាប់ខ្ញុំចឹងដែរប៉ុន្តែដូចថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់មានឆក់ខ្សែភ្លើងអីទេគេអត់មានសួរសម្ដត់អីខ្ញុំទេខ្ញុំគេថាដូចថាគេរឿងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងណាគេធ្វើបាបផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំអត់មានគេសួរខ្ញុំថាបានថាតាក់តងជាមួយយួនណាខ្ញុំថាអត់មានទេខ្ញុំឆ្លើយថាអត់អត់រហូតណាអញ្ចឹងគេអ្នកផ្សេងមានមែនប៉ັດជាមានអ្នកដែលលោកស្រីថាមានគេធ្វើទរណកម្មដូចជាបានវាយឬក៏ឆក់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងលោកស្រីនៅចាំទេថាអ្នកដែលលោកស្រីបាននិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ហ្នឹងប្រហែលអ្នកដែរក្រោយពីចេញពីគេសួរចម្លើយមកវិញហ្នឹងថាគេបានធ្វើទរណកម្មលើពួកគាត់ហ្នឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងប្រុសឬក៏ស្រីពួកគាត់ប្រុសប្រុសស្រីស្រីគេអត់មានធ្វើបាបទេចុះអ្នកដែលប្រុសប្រុសទៅធ្វើទរណកម្មហើយប្រាប់លោកស្រីហ្នឹងគាត់មានប្រាប់ទេថាពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មគេសួរចម្លើយហ្នឹងគេសួររឿងអីដែរហេតុអីបានជាគេធ្វើទរណកម្មគាត់មានពិភាក្សានេះដល់នឹងទេអត់បានភាសារឿងនឹងផងខ្លាចជួបគ្នាមិនបានជួបត្រឹមត្រូវផងគាត់ថាដូចថាប្រពន្ធហ្នឹងដឹងថាប្តីហ្នឹងគេវាយអីចឹងទៅណាប្រាប់ហើយ
đã hai bộ phận nơi chỉ mỗi dương chẳng có cột phẹp to chẳng na thà đây bàn kê thơ chọn sai phương ấy chẳng xua chầm lão chẳng của bộ nhóm mặt bàn chụp như hay phía xa như riêng ấy xem đi của về kê mình áo chụp như phong năng dương còn thang nghĩa tắc hơn như ấy chẳng ấy bàn đây bộ phận kê năng đôi thà kê nơi chật kê lấy tắc hơn như có cái bạc chẳng na ไอ้ ปุ๊นนั้นก็มาญัยជាមួយពួកខ្ញុំនឹងបាននឹងដឹងថាអ្នកខ្លះគេឆក់ខ្សែភ្លើងអ្នកខ្លះគេវាយសួរចម្លើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធដែលបានឃើញប្តីខ្លួនឯងត្រូវគេធ្វើបាបវាយដំឬក៏ឆក់ខ្សែភ្លើងពេលធ្វើទៅនឹងកម្មនោះគាត់នៅក្នុងបន្ទប់អាគារជាមួយនឹងលោកស្រីឬក៏ Thank you, Mr. President. I object to the formulation of this question. I understand that the witness is talking about double hearsay. Telling the wives. ពីពាក្យចាមបារម្ភតតគ្នាពីរដងមានបារម្ភម្នាក់មានប្រាប់មិនអេឆ្លីសាក់សីនិយាយប្រាប់ទៅប្រៃគាត់ឌីលេតមីស្ទ្រីតមិនអូថូរីតីសូ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាក់សិនិយាយគាត់ថានៅពេលហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងកលែកទៅឃើញប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេធ្វើបាបប្រហែលជាពេលដែលចេញមកពីបន្ទប់សួរចម្លើយហ្នឹងវិញប៉ុន្តែលោកចំណុចនេះខ្ញុំអាចនឹងសួរបញ្ជាក់ដើម្បីដោះស្រាយនៅចំណុចនេះលោកស្រីដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសវនកម្មនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកស្រីថាលោកស្រីថា មានគេវិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើទរណកម្មនៅពេលដែលសួរចម្លើយហើយប្រពន្ធអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើទរណកម្មនឹងបានយករឿងនឹងមកប្រាប់លោកស្រីតើប្រពន្ធដែលយករឿងមកប្រាប់លោកស្រីនឹងគាត់បានឃើញគេធ្វើទរណកម្មប្តីរបស់គាត់ឬក៏ហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងថាគេធ្វើទរណកម្មលើប្តីរបស់គាត់ហើយយករឿងនឹងមកប្រាប់លោកស្រី ព្រោះបន្ទប់សួរចម្លើយហ្នឹងវាអត់ឆ្ងាយពីកន្លែងពួកយើងខ្ញុំនៅទេវាវាធំចិត្តតែតែពេលប្តីហ្នឹងចេញមកប្រពន្ធហ្នឹងឃើញប្តីដូចថាធម្មតាការទរណកម្មពេលចេញមកក៏មិនដើរដូចយើងមនុស្សធម្មតាដែរដូចថាមានដូចថារៀងចរិយាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹងសន្និដ្ឋានថាគេធ្វើបាបប្តីអញ្ចឹង ហើយក៏មកប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងដែរនៅឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គេវិញថាខ្ញុំអត់មានគេសួរចម្លើយអីរឹតអីអញ្ចឹងទេមានតែយើងនិយាយប្រាប់គេត្រង់អញ្ចឹងទៅគេអត់ធ្វើបាបខ្ញុំក៏និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងគេប្រពន្ធគេក៏ថាប្រហែលជាគេសួរអីធ្ងន់ធ្ងរអីអញ្ចឹងហើយព្រោះអីឃើញប្តីចាញ់មកដូចថារៀង ជារីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សដែលយើងចេញពីកន្លែងសួរចម្លើយមកដូចខ្ញុំអីអត់មានគេវាយគេអីអញ្ចឹងដើរធម្មតារឹងប៉ឹងអញ្ចឹងណាហើយពេលប្តីចេញមកដូចរៀងត្រុតត្រោមអញ្ចឹងសន្និដ្ឋានថាគេនឹងធ្វើបាបប្តីអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធនឹងដែលរស់នៅជាមួយនាងខ្ញុំក្នុងអាគារហ្នឹងក៏ចេះជំនុំគ្នាបានអញ្ចឹងណាញ៉ៃថារឿងគេធ្វើបាបប្តីអីអីអញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើបាបទរណកម្មមែនអញ្ចឹងចាសសូមអរគុណចុះនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបតែវិភាក្សាជាមួយលោកស្រីក្នុងអាគារនឹងពេលដែលគាត់និយាយរឿងប្រាប់លោកស្រីនឹងគាត់ឃើញភ្លាមនិយាយភ្លាមឬក៏មានឱកាសណាផ្សេងបានគាត់និយាយពិភាក្សាគ្នារឿងនឹង ពេលដែលប្តីចេញព្រោះអីយើងមើលឃើញតែអាគារហ្នឹងហើយអាគារហ្នឹងជិតគ្នាដែរហ្នឹង
ai đã pê khơn kia đá chân chô kê bị chân bị chôn mà nữa ấy chân dân khơn khơn thấy bột bún nó còn nơi không chuẩn mũi khi nhóm nó còn dậy nó khơn tháng cái thứ ba ở đây chân ấy nơi chuẩn mũi khi nhóm nó cho bột bún đà là khơn ở đây kê phụ tùn cam hay là dậy bạp lục sợi nó còn dậy nông sản thành được phía bạc nào đấy phải khai bị bạc chất rồi có chỉ riêng chỉ thỏa mặt ra là hai đại việt cát lang nên không ngờ tì xong là sọc nữa thỏa mặt ra rồi dương luôn nơi nóng chứ tập phải chứ tập khai chứ hay bằng đắng thơm mạch chứ chứ mẹ rắm tha phải khai nhắc đây nữa cho cái bị hết cả là độ xây ban riệp rộp môn đi ta lục xây miền đài là ban khơi như các bạn đăng tham miền nẹp xây tiếp tới ban thưa tuần là cam đài thực tế nhưng khi mà ban khơi chứ kê pê lại kê thế tuần là cam trong ở xu chìm lão nhưng ở ban khơi nhỉ chào cún lớp trong trang bị phía xa lơ và thiên bọt mây môi tiết địa tông thần năng ca không luôn chuyên triệt hiện tại là lục sấy bài phía xa chỉ mới là nhẹ sơ một kết nơi không chầm nói động bọt lục sấy ban gặp nhẹ sơ bằng kết vẽ con thần năng một nung một crom và hai một phay sam sập nhẹ đài chỉ chuyên triệt hiện tại chẳng sông lục sấy chui riệp rọp vật cá nút chun đò ong sa mạn cá thả ta lục sấy ban khơi hạt cà bẹp quan đông một crom chuyên triệt hiện tịnh nữa mọi đó là một tí không khang nữa dạng mạch đáy rồi bên là sàn đặc hiệp nữa dạng mạch cái nước mà nét xong mọi chui điệp rộp thì hạt cà là được xây bàn tròn chấm về là niên khi nhóm nơi ở kia nắng có gặp tạc hơn chân chiết trở lại bà hai chiếc kia buôn tập một phây nè hơi chong sai tầm mùi chong để thật cái tùy sai cái đặc tầm mùi đôi cô chẳng bánh tay cái chong bà tay kia mà tức cái đặc đôi cô chẳng mà nơi chùi mùi ở kia chùi mùi khi nhóm khá có miền côn khá có côn thông tích khá có bò côn mà nơi chùi mùi ở kia nhóm nắng đê chùi mùi kia nắng dạ pi bay sắp đặt tới bàn cái thà ao tập phun vinh kê cái do tập phun vinh về là lúc say khơi chun chiết hiện tại khá trả lại nữa lúc say khơi nữa phụ quạt cho phải lơ là nữa nia trong lúc say bị chè mỡ thà và hai dây vào máng buôn đóp rồi còn một phây sàn về để cho bị lơ là nắng máu cái lán đang nơi đặt tận áp bàn tay cái đặt mặt sai cho kia nhầm và hai chiếc buôn đắp một phây nữa nắng và dương còn mình ban chạp và róm tha còn nót có hai tay chia ba loại thôi dân tận đây nó na tao kịch cù ấy na chấn còn tha dân sập chân tao na man đôi tha phải hai chị bên tao bọc phay nhẹ mặc sai cái đặc châu nong hay luôn nơi chỉ mũi kia nong từ chân mặc sai đã được xây tha chỉ chuyên chiếc hiện tại trở lại nhá miền mà nước pro mà nước xây cổ má đó co đó xa kia lục xây chi kia là bỏ sợi dây sắt ta sợi dây tỏ kia nhóm nhóm sát ta sát trầy những chỗ tôi không là kia độc xây tầng ốc sát ta sát trầy ta ở miền sát trầy miền tây phố thế rồi còn miền mình của miền cổ ma để độ tầm cao đây thế miền chia cổ ma đây trẻ
ដើរទេតាស់អីអត់មានទីលក់ទូពេកទេមានតែចេះដើរចេះអង្គុយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមយោងទៅនឹងចម្លើយឯកសារដដែលគឺត្រង់ចម្លើយលេខ6របស់លោកស្រីលោកស្រីបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាខ្ញុំបានឃើញជនជាតិភាគតិចចងបន្តគ្នាមួយខ្សែខ្លះពោកូនខ្លះបណ្ដាកូនសុទ្ធតែស្រីស្រីប្រហែល 20-30 នាក់ក្នុងអាគារជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកស្រីនឹងចំណុច2ដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទី1លោកស្រីបានឆ្លើយថា10-20ហើយពីមុនលោកស្រីថា20-30ហើយខ្ញុំដឹងថាពេលវេលាវាយូរហើយអញ្ចឹងសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអង្គសម្ណការច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកដែលលោកស្រីឃើញនៅក្នុងអាគារដែលគេបណ្ដាចូលមកហ្នឹង10-20ឬក៏20-30ប៉ិតជា20-30ហើយប៉ុន្តែជាមានជាប្រុសគេបំបែកពីមនុស្សប្រុសហ្នឹងចេញហើយមកនៅអាគារខ្ញុំប្រហែលជា10-20អ្នកសិតតែស្រីស្រីប្រុសគេបំបែកចាខ្ញុំគិតយល់ហើយហើយមួយចំណុចទៀតដែរដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់គឺពួកស្រីថាអត់ទាន់មានអត់មានទីរក់ទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះលោកស្រីបានឆ្លើយថាមានក្មេងខ្លះម្ដាយគេពោអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើទីរក់ឬក៏ក្មេងណាលោកស្រីពោឃើញថាគេម្ដាយពោក្មេងហ្នឹងលោកស្រីអាចដឹងទេថាខែក្មេងហ្នឹងអាយុប្រហែលជាប្រមាណដែរចាប់ពីអាយុតិចបំផុតប្រមាណហើយដល់ច្រើនបំផុតដែលលោកស្រីបានឃើញហ្នឹងប្រហែលប្រមាណមកតមកតនក្មេងនៅក្នុងអាគារហ្នឹងប្រហែលជា3នាក់ពហ្នឹងប្រហែលដូចថាចេះដើរតេតៈហើយមួយទៀតចេះអង្គុយហើយមួយទៀតហ្នឹងចេះដើរដូចថាដឹកដៃបាន3នាក់កូនក្មេងហ្នឹងចាអរគុណជួបពេលគេបណ្ដាស្ត្រីទាំងអស់ហើយនឹងក្មេងតើចូលទៅក្នុងអាគាររបស់លោកស្រីហ្នឹងគេមានចងឬក៏ដាក់ច្រវាក់ជើងដែរនៅពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងឬក៏គេលែងដាក់ហើយបន្ទាប់ពីចុះពីលើឡានមកចូលរកក្នុងអាគារហ្នឹងសូមលោកស្រីជួយរៀបរាប់ពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅដល់ហ្នឹងតើគេធ្វើអ្វីចំពោះពួកគាត់ពេលដែលគេចុះពីលើឡានគេចងគេអត់ដាក់ច្រវាក់ជើងទេគេចងខ្សែនេះតាមដៃអញ្ចឹងហើយចូលមកអាគារហ្នឹងថ្មីគេនៅតែចងហ្នឹងដល់បាន4 5ថ្ងៃ10ថ្ងៃអីទៅគេស្រាយខ្សែចេញគេស្រាយខ្សែដូចរស់នៅដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងធម្មតាអត់មានចងខ្សែទេចុះក្មេងៗដែលលោកស្រីបាននិយាយហ្នឹងគេចងដែរអត់ទេឬក៏អត់មានចងជាមួយនឹងម្ដាយទេក្មេងៗគេអត់ចងទេចងតែម្ដាយចុះសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីទាំងអស់នោះដែលលោកស្រីបានឃើញពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ហ្នឹងតើស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងការស្លៀកពាក់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរសូមលោកស្រីជួយរៀបរាប់ដល់អង្គសម្ណការផងការស្លៀកពាក់របស់បងប្អូនជនជាតិហ្នឹងគឺធម្មតាដូចយើងជនជាតិហ្នឹងគេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមិនដូចខ្មែរយើងថាខោអាវអីកាផ្លេអីអត់មានទេមានតែដូចថាសំពត់ដែរគេអត់ដេរគេស្កាន់ខ្វាត់ដូចកាម៉ាអញ្ចឹងហើយខ្លះហ្នឹងក៏ពាក់អាវលះហេតលះហែកអីអញ្ចឹងទៅហើយมันមានខំសម្លៀកបំពាក់ដូរទេគឺមកចកេះហ្នឹងនៅហ្នឹងទៅចូលលោកស្រីដឹងទេថាពួកគាត់ហ្នឹងមកពីតំបន់ខាងណាទីតាំងកន្លែងណាដែរ
ពេលរស់នៅជាមួយគ្នាទៅចេះតែសួរដែលថាគាត់នៅណាអីណាអញ្ចឹងតែសួរទៅគេថានៅជាប់ព្រំដែនយួនព្រំបតុលណាកាព្រំបតុលវៀតណាមជនជាតិចរាយហ្នឹងគេថានៅម្ដុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីជួយបញ្ជាក់ថាលោកសីថាពួកគាត់ហ្នឹងជាជនជាតិភាគតិចចរាយអញ្ចឹងហើយអ្វីបានជាលោកសីដឹងថាពួកគាត់ជាជនជាតិភាគតិចចរាយព្រោះការរស់នៅរតនគិរីហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំដឹងថាដូចថាភាសាតំពួនគេនិយាយផ្សេងហើយភាសាឡាវគេនិយាយផ្សេងគ្នាអីតែភាសាតំពួនច្រាយហ្នឹងគេនិយាយរៀងផ្សេងអញ្ចឹងដូច្នេះនាងខ្ញុំដឹងថាភាសាច្រាយហ្នឹងគេនិយាយបែបផ្សេងពីភាសាតំពួនអីចឹងនាងខ្ញុំដឹងថាជនជាតិនេះជនជាតិនោះអីចឹងនាងខ្ញុំដឹងថាគាត់ជនជាតិច្រាយគេនិយាយរៀងលាយដោយភាសាឡាវនិងថៃចឹងលៀងគ្នាចឹងអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់ជាជនជាតិច្រាយអញ្ចឹងក្រៅពីលោកសីនិយាយជាមួយគាត់ស្ដាប់គាត់ពិភាក្សាគ្នាអាចក៏សង្កល់ឬក៏ភាសាហ្នឹងលោកសីមានបាននិយាយជាមួយគាត់ផ្ទាល់ទេពេលនោះហើយមានបានសួរនាំគាត់ទេអត់ហ៊ានសួរគាត់ថាដឹងនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងក៏ចាំងាកមើលគ្នាអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានសួរអីទេផ្ដេសផ្ដាស់ទេព្រោះពេលមានគេអ្នកយាមដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារហើយនឹងចម្លើយរបស់លោកស្រីដដាតែនៅត្រង់ចម្លើយលេខ9ដើម្បីឲ្យលោកស្រីអាចជួយបញ្ជាក់ដល់ចំណុចនេះដល់សំណាក់ការខ្ញុំសូមលើកយកដល់ចម្លើយលេខ9របស់លោកស្រីលោកស្រីថានៅពេលដែលគេសួរលោកស្រីថាជនជាតិភាគតិចដែលមកក្នុងអាគារជាមួយលោកស្រីនោះគឺជាជនជាតិអ្វីចម្លើយរបស់លោកស្រីលោកស្រីឆ្លើយថានៅពេលជាមួយគ្នានោះសួរនាំដឹងថាពួកនោះគឺជាជនជាតិចារាយនៅរតនគិរីជិតព្រំដែនវៀតណាមមុននេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ហើយថាពួកគាត់នឹងនៅជិតព្រំដែនវៀតណាមប៉ុន្តែលោកស្រីអាចស្ដាប់សំឡេងក៏ដឹងពីភាសារបស់គាត់នោះតែនៅចំណុចមួយគឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់គឺលោកស្រីធ្លាប់បានឆ្លើយថាសួរនាំគ្នាដឹងថាពួកនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យលោកស្រីបំភ្លឺថាតើអ្នកដែលសួរនាំគ្នានោះជាលោកស្រីដែលសួរនាំគ្នាជាមួយនឹងគាត់ឬក៏គ្នាគាត់ដែលមកជាមួយគ្នានោះនិយាយសួរនាំគ្នាទៅបានលោកស្រីស្ដាប់សំឡេងនឹងដឹងថាជនជាតិចារាយពេលនោះគាត់ក៏និយាយគ្នាអញ្ចឹងនិយាយគ្នាថាពួកគាត់នឹងជនជាតិចារាយនៅជិតព្រំដែនវៀតណាមហើយដល់ហើយគាត់និយាយភាសាចារាយមកគ្នាគាត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាជនជាតិចារាយហ្នឹងចាសសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំនឹងទៅដល់ប្រធានបទធំមួយផ្សេងទៀតតើលោកប្រធានសម្រាប់យ៉ាងណាដែរចំពោះពេលវេលាបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយបាទអរគុណប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះនៅសេននេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំលោភដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ប្រងចាំសម្រាប់សាក់សៃដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងម្លងពេលសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មភាពក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខឿនសំផនទៅកាន់បន្ទប់ប្រងចាំខាងក្រោមសាក់សម្រាប់ការនេះហើយនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះ